Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ ngày 5 tháng 7 năm 2023 giá đi ngang. Giá mít ruột đỏ Indo lá bầu mua tại vườn hôm nay với mức giá như sau: mít nhất từ 16 đến 17.000 đồng một ký, trái từ 9 ký trở lên. Mít nhì từ 7 đến 8.000 đồng một ký, trái từ 7 ký đến dưới 9 ký. Mít chợ từ 4 đến 5.000 đồng một ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận để trao đổi thêm thông tin. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.